Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Trong khi vụ việc hai đối tượng Lại Thế Việt 21 tuổi, ngụ tại thành phố Hải Phòng và Huỳnh Hải Quang 37 tuổi, ngụ thành phố Trà Vinh cầm súng xông vào tiệm vàng tại khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, bắn bị thương chủ tiệm, lấy đi 6 lượng vàng còn chưa kịp lắng xuống thì một vụ dùng súng cướp tiệm vàng lại tiếp tục xảy ra trên địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 3 tháng 12 khi một người đàn ông đi xe máy tới tiệm vàng trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, người này xông vào dùng vật nghi là súng uy hiếp những người có mặt bên trong tiệm vàng. Ít phút sau, người đàn ông vội lên xe máy tẩu thoát. Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét nghi phạm. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn trước đó, đã xảy ra một loạt vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn các tỉnh Hải Dương, Khánh Hòa, Long An, Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, cho thấy sự manh động của những đối tượng tội phạm. Dồn dập những vụ cướp tiệm vàng táo tợn, gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra vào thời gian gần đây, khiến dư luận, nhất là các chủ kinh doanh vàng bạc vô cùng lo lắng. Bọn tội phạm ngày càng táo tợn, khó lường và chúng sẵn sàng giết người trong lúc thực hiện hành vi phạm tội. Điều đáng ngại là hầu hết các vụ cướp tiệm vàng thời gian qua đều có yếu tố bạo lực liên quan đến vũ khí nóng là súng quân dụng. Điển hình là vụ việc mới đây, hai đối tượng Lại Thế Việt, 21 tuổi, ngụ thành phố Hải Phòng và Huỳnh Hải Quang, 37 tuổi, ngụ thành phố Trà Vinh, thực hiện vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, bắn bị thương chủ tiệm, lấy đi 6 lượng vàng khiến dư luận hoang mang. Theo lời khai ban đầu, Việt từng là sinh viên đại học tại Hà Nội, đã nghỉ học do nợ nần. 9 ngày trước, Việt quen Quang qua mạng xã hội. Sau những lần trò chuyện, Quang rủ Việt đến Trà Vinh. Ngày 26 tháng 11, Việt đi xe khách đến Trà Vinh. Tại đây, cả hai chưa bàn bạc kế hoạch cướp tiệm vàng. Vì vậy, Việt quay lại thành phố Hồ Chí Minh để chờ tin của Quang. Sáng ngày 30 tháng 11, Quang yêu cầu Việt đến Trà Vinh để thực hiện kế hoạch cướp tài sản. Trưa cùng ngày, Việt đến Trà Vinh và gặp Quang. Quang đưa cho Việt một khẩu súng và giữ một khẩu súng dạng giống súng rulo bắn đạn chì. Quang dặn Việt nếu bị hại chống trả thì bắn. Sau khi cướp tài sản, Quang và Việt lên xe máy tẩu thoát. Trên đường tẩu thoát, Quang đưa cho Việt một số tiền và yêu cầu thuê xe về thành phố Hồ Chí Minh. Việt đồng ý và trên đường bỏ trốn đã bị bắt tại địa phận tỉnh Tiền Giang vào khuya ngày 30 tháng 11. Còn Quang trên đường tẩu thoát về phía cầu Cổ Chiên đã phát hiện tổ tuần tra liền nổ súng. Do lái xe máy tốc độ cao nên Quang tự gây tai nạn giao thông dẫn đến tử vong. Quá trình điều tra, lực lượng công an tỉnh Trà Vinh đã thu giữ 2 khẩu súng rulo và 75 viên đạn chì. Riêng chủ tiệm vàng bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Đa số các vụ cướp tiệm vàng nghiêm trọng xảy ra, các đối tượng đều có sự nghiên cứu khá kỹ càng quy luật hoạt động của gia chủ, chuẩn bị sẵn vũ khí. Thủ đoạn của bọn cướp tiệm vàng là thường lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng ngừa như thiếu lực lượng bảo vệ chuyên trách hoặc lực lượng bảo vệ yếu về nghiệp vụ, không được trang bị công cụ hỗ trợ, cơ sở không lắp đặt camera ghi hình, không hệ thống báo động. Trước khi gây án, các đối tượng thường theo dõi, tìm hiểu kỹ quy luật đi lại và hoạt động kinh doanh của các tiệm vàng. Trong hầu hết các vụ cướp tiệm vàng gần đây, các đối tượng gây án thường có 2 đối tượng trở lên, có trang bị vũ khí, thậm chí các đối tượng còn chuẩn bị cả súng quân dụng để khống chế nạn nhân và chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt. Thực hiện các phi vụ động trời này, phần lớn là những đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, có tiền án tiền sự, nghiện ma túy, nghiện game, thất nghiệp và nợ nần cờ bạc. Trước khi thực hiện các vụ cướp, các đối tượng tội phạm thường có sự phân công cụ thể vai trò của từng thành viên, như tên nào sẽ khống chế nhân viên bảo vệ, chủ cơ sở, tên nào trực tiếp cướp tài sản, đối tượng chờ ngoài xe, cảnh giới để tẩu thoát. Chúng thường đóng giả khách mua vàng hoặc đổi ngoại tệ, hành động liều lĩnh, bất ngờ khống chế chủ tiệm vàng, đập vỡ cửa kính quầy hàng, cướp tài sản trong nháy mắt. Thời gian gây án các đối tượng lựa chọn thường xảy ra vào lúc vắng người giao dịch như buổi trưa, cuối giờ chiều hoặc sau 18 giờ. Khi gây án, các đối tượng thường dùng khẩu trang bịt mặt, đeo găng tay để che giấu nhân dạng, gây khó khăn cho công tác điều tra truy bắt. Điển hình là vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào ngày 23 tháng 9 trên địa bàn phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Sự việc diễn ra vào khoảng 17 giờ 43 phút ngày 23 tháng 9. Hai đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm. Một trong hai đối tượng dùng vật được nghi là súng ngắn uy hiếp, khống chế bảo vệ tiệm vàng, sau đó vào bên trong và lấy đi một hộp vàng. Cùng thời điểm trên, đối tượng còn lại cầm búa đập tủ kính rồi cướp đoạt nhiều nữ trang bỏ vào ba lô đeo trước ngực. Chưa dừng lại ở đó, hai đối tượng còn cướp số tiền mặt lớn trong tủ tại nơi giao dịch của tiệm vàng. Thời điểm xảy ra vụ cướp tiệm vàng,
có khá nhiều khách tới giao dịch, nhưng các đối tượng vẫn bất chấp để thực hiện hành vi. Theo những hình ảnh ghi lại từ camera an ninh, hai đối tượng thực hiện hành vi trong thời gian chỉ vài chục giây, mang đi khối tài sản trị giá khoảng 800 triệu đồng, sau đó leo lên xe máy tẩu thoát. Công an tỉnh Khánh Hòa xác định hai đối tượng và phương tiện gây án có đặc điểm như sau. Đối tượng thứ nhất, giới tính nam, tuổi từ 25 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m65, dáng người mập, mặc áo thun dài tay màu xám, quần thun dài màu đen có sọc màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu đen. Đối tượng này có khả năng đội tóc giả, đeo khẩu trang, mang ba lô màu đỏ đen. Đây là đối tượng cầm một khẩu súng, trực tiếp đập tủ kính lấy nhẫn vàng. Đối tượng này là người điều khiển phương tiện sau khi thực hiện hành vi cướp. Đối tượng thứ hai cũng có giới tính nam, độ tuổi từ 25 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m65, dáng người ốm, mặc áo sơ mi dài tay màu trắng xám, quần jean màu xanh, giày màu đen đế màu trắng, đội mũ bảo hiểm dạng nón sơn màu đen, có khả năng đội tóc giả. Đối tượng này hai tay cầm hai khẩu súng, là đối tượng vào trong quầy lấy hộp giấy đựng tiền. Hiện hai nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng trên vẫn chưa bị bắt giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa còn ra quyết định truy tìm vật chứng là 12 mẫu trang sức bằng vàng và chiếc xe máy màu đỏ đen trong vụ cướp tiệm vàng táo tợn này. Có thể thấy rằng, hàng loạt vụ cướp tiệm vàng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra thời gian qua, nhưng vẫn có nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc bộc lộ nhiều thiếu sót trong công tác phòng ngừa như chủ quan, thiếu cảnh giác, không có ý thức hợp tác với cơ quan công an trong khi xảy ra sự việc. Một số cơ sở kinh doanh vàng bạc tuy đã lắp đặt thiết bị an ninh như camera giám sát, tuy nhiên vị trí không phù hợp, chất lượng thiết bị kém, dung lượng lưu trữ không đủ lớn. Một số cơ sở dùng camera để kiểm soát nhân viên là chính, không đảm bảo cho công tác phòng ngừa và điều tra khi có vụ việc xảy ra như chất lượng hình ảnh thấp khiến việc nhận dạng đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trở nên khó khăn. Ngoài ra, các tiệm vàng thường không chú ý tuyển dụng lực lượng bảo vệ chuyên trách. Hầu hết các tiệm vàng không đầu tư về số lượng, chất lượng, kiến thức về công tác bảo vệ đã khiến bị động trong việc xử lý các tình huống liên quan đến an ninh. Một số cơ sở thậm chí không bố trí lực lượng bảo vệ, nếu có nhân viên bảo vệ cũng không đảm bảo chất lượng bởi không được thường xuyên tập huấn nghiệp vụ, không được trang bị công cụ hỗ trợ. Để chủ động đề phòng, ứng phó hiệu quả với các tình huống xấu, các chủ tiệm vàng cần tổ chức tập huấn định kỳ cho nhân viên bảo vệ về các phương thức, thủ đoạn cũng như kỹ năng ứng phó, phát hiện sớm các đối tượng cướp tài sản nhắm vào tiệm vàng. Xây dựng nội quy, quy chế làm việc, tiếp khách hàng chặt chẽ, hạn chế sơ hở để các đối tượng lợi dụng gây án. Các cơ sở kinh doanh vàng bạc khi cần vận chuyển vàng bạc, tiền mặt với số lượng lớn, phải bố trí phương tiện chuyên dụng và nhân viên bảo vệ đi cùng. Nếu đối tượng có hành vi khống chế, đe dọa những người có mặt trong tiệm vàng thì tuyệt đối không nên chống cự quyết liệt, phải tìm cách kéo dài thời gian, chờ đối tượng sơ hở để hô hoán, kìm chân để lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng. Khi xảy ra cướp, cố gắng ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của đối tượng phạm tội để cung cấp cho lực lượng công an điều tra phá án. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!